2 thằng, 3 thằng. Ôi đông lắm anh em ơi, chết tôi rồi. Chúng tôi đi lạc mẹ vào cái bộ tộc ngu rồi. Con sói không làm sao, nếu không sao mình phải chết. Gì đây? Còn nhiên khá nhiều. Đi tiếp ra đây nào. Unknown location. Biscuit. Ok, thử ra đây xem nào. Vì đang gần mà. Đây, bát gơ đây. Con trồn thế nào. Mình sẽ đi thử làm nhiệm vụ này. Và sẽ cố gắng unlock được hổ răng kiếm. Vì con hổ răng kiếm có thể cưỡi, về sau có thể cưỡi được. Với cả nó nhanh hơn tất cả những cái con mà mình đang có. Đi từ thôi. Hai ông này làm gì đây? Ngồi nghỉ à? Nóng lửa. Đừng quá cháy mẹ đít, mẹ cứt. Đây một đàn hiêu. Không có gì đặc sắc cả. Gì đấy. Đây đây nào. Cứ thế. Đây cụ, cái lệ. Không có con nào nhỉ? Hy vọng là không gặp con nào trước khi đến nhiệm vụ. Con chim chuột này. Đây đường núi à? Núi phải đi ngang để phải lên được. Ôi, không lên được rồi. Đây, có chỗ lên rồi. Mẹ lại đánh nhau rồi. Không, mình đi đâu là đánh nhau đến đấy nhỉ? Con thú kia. À, nó đánh nhau đấy. Nó không đi đến đây à? Đi hướng đéo là vậy. Rồi. Đi nhanh thế. Lại một bảng làng nữa anh em ơi. Ninja, Đây là ông ấy. Đi bắt cá. Nhưng mà Izila đã coi chừng con sông và tôi phải chạy đến đây. Nếu mà Izila ở lại thì không có fish, không có cá trong bộ tộc Ninja và phải đến sông để chặn đứng bọn họ. Sông đâu? Đây, sông anh em ạ. Ok, thì mình sẽ ra sông để ngăn chặn bọn Izila, bộ tộc của mình. Mình không biết con báo đen này của mình có chịu được không. Để xem nào. Thì sao không biết hồi sinh nó kiểu gì. Để có gì chết còn hồi sinh. Chứ mất con báo đen này tiếc lắm. Đen đang chạy cạnh mình. Đây, đến dòng sông rồi. Ok. Đây, Izila giết Wenza. Đến động và đưa đến động. Đến động và tốt ngăn chặn Izila. Chúng ta phải nhanh lên. Chúng ta phải cứu những người anh em. Người anh em của Wenja. Phải nhìn rất xa đấy. Ui. Rất là nhiều ấy, rất là nhiều nhiệm vụ. Tôi mong là mình mong là sẽ mở được con hổ răng kiếm ở bên đấy luôn. Vì tôi cùng hổ răng kiếm rất là kiểu như là nó rất là khỏe. Nó có thể chống lại cả một bộ tộc mà. Ok, Chibu Class Destroy. Thế thế nào? Ồ, anh lại chiếm trại lửa. Đây đá, mẹ mình tưởng người. Đây, trong hang các bạn. Trong hang anh ơi. Lấy thương lửa hả?
hai đứa. Đâu đây 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 đây, hướng ra ngoài. Ok. Đây là gỗ. Izila. Hey, Izila, Izila, Azuli, Izila. Bộ tộc Izila này rất là cuồng bắp. Hay lắm. Hay lắm hổ của anh. Rồi chúng ta đã xong rồi. Đốt đốt à, đốt à. Ăn 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 tìm máu đó. Có hổ máu rồi. Ăn đi cô. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ phải đốt cái chỗ này. Nó đang để gỗ trên trong cái gì làm vậy. Đấy, đấy đi cô. Đấy lên nào. Tôi chúng ta phải đốt hết cái bộ tộc này. Đốt hết cái chỗ ở của bộ tộc này. Cho kia về đã. Đốt mẹ con người đó. Đấy, sập rồi. Ô, ê, thú vào anh em ơi. Quay lại anh em ơi. Trời. Không sao, không sao, không sao. Vẫn sống rồi. Tiếp tục đốt nào. Trời ơi, chúng nó thấy hang động bị cháy, chúng nó chạy vào ạ. Chạy vào cứt. May tạm thời là thế đã. Coi ra làm cái tiền đó. Để ấy. Ok, destruction complete. Leave the area. Chuồn thôi. Chuồn khỏi cái hang động này nào. Ok. Kéo gì đây lạc rồi. Chạy mày ra đâu đây? Lạc rồi. Mình quay lại à? Rồi ra với ánh sáng thôi. Ánh sáng của đời em. Cho này em hết máu rồi. Em lên trên cô. Em vượng mình yêu.
Ok, mình sẽ đi tiếp nào. Ui, con ui voi ma mút. Đây là hươu sừng tấm. Khỉ à? Có biết thu hồi được khỉ để đi trộm đồ không? Được rồi, đây là nhiệm vụ tiếp theo. Basica River. Các con hổ răng kiếm nó trốn ở đâu? Chắc là trốn ở khoảng này thôi, vì con voi ma mút ở đây mà. Thôi, tông chiếu lĩnh đi, tôi đi đây. Sạch thịt rồi, mình sẽ phải đi săn thú để lấy thịt nữa. Không thì không thứ thịt để cho cả người và thú ăn. Không thì làm sao mà sống được. Mình đéo ăn được thịt người. Mình không giết mấy bọn kia là ăn. Con cá sấu à? Cá anh ạ. To quá em cứt. To quá em cứt. Ui. Ui. Con máu đen, con máu đen. Lấy giết nó không? Lên! Mày! Đến thế! Lên bụng! Đây là hai cuộc chiến giữa hai màu đen! Con cá của mình đâu rồi? Đưa đi bụng! Con cá mình vừa giết đây luôn nhỉ? Mẹ cái thằng màu đen này! Vừa giết được con cá thì nó vậy ra là cắn mình. Mẹ con cá rồi. Cá to quá là cứt. Cái gì vậy? À, ông bó đen chết rồi. Sợ. Ui, 6 thịt. Bộ tộc Izila Azali Zuhuku. Ôi. Ôi. Đồng 5 anh em ơi. Ta xử lý từ từ. Một thằng, hai thằng, hai thằng, ba thằng, ôi đông lắm anh em ơi, chết tôi rồi. Tôi đi lạc mẹ vào cái bộ tộc vu rồi. Có sói không sao, nếu không sao mình phải chết. Gì đấy? Trong ơi, cá mập bây giờ con gì đây? What the fuck, cá thịt. Ôi. Em ơi. À, mày à? Mày một mình đây hơi cũng nặng. Ui, ra đây. Xuống đi. Có bệnh nào? Ôi, bọn cúc lửa anh em ơi. Nhơn. Đồng lắm anh em ơi. Ôi! Chết rồi! Đừng lắm anh em ạ. Còn gấu anh nhá. Gấu đâu? Siêu nhân gấu! Ủa chạy ra. Đấy rồi. Ông gấu tắm sông ạ. Ây hả cứt. Ông gấu ngay gần đấy mà không ra giúp mình. Mấy cái thằng gấu ngu ấy. Lên gấu! Gấu rồi. Yo what the fuck mày? Gọi ra giết còn đứng đi rũ lông. Đúng rồi, một quả tuyệt chiêu của gấu. Thằng lợn này Sparta. Mày chồng. Ủa con gái các bạn. Ok, mình sẽ dùng thằng gấu để đi thôi đi giết con cá phải ăn. Gấu động giết nó em. Nhơn. Cái gì đây? Cái what the fuck gì đây? Cá thịt anh em ạ. Sao kin à? Da cá à? Đây cái sơ biên của mình kia rồi. Rồi. Con gấu làm gì đấy? Bơi à? Mà nó rất là buồn cười. Giao đi. Cái cục. Mình sẽ phải bơi xuống nước cùng gấu. Đấy. Bơi ra đi nào. Em phải
dương đông kích tây. Sợ. Tấn công làng nào. Nhân. Nhân. Đúng rồi. Rồi, chúng ta đã giết được thằng cuối cùng. Chiếm được thành công rồi. Đấy. Ok. Thành công mất mẹ mấy chục thịt. Đồ ăn à? Gì đó? Thịt, vãi cả cứt. Cả dàn này được một thịt. Gì đây? Cột à? Cột, cột đốt à? Cột gì đây? Ốc trèo lên. Tụi mình thử đốt xem nào. Mình sẽ thử đốt. Vẫn là thịt. Đốt rồi, đốt mẹ nhà luôn, vãi ở cứt. Rồi, đốt cồn, đốt mẹ nhà rồi. Chết tôi rồi. Sao bia đây các bạn ơi. Sẽ bây giờ mình sẽ xị. Ok. Thì tạm thời mình sẽ đi về cái chỗ này để xem làm nhiệm vụ được chưa đã. Không thì mình teleport được ra đây mà. Để xem rất nhiều ấy. Ủa đây, hổ răng kiếm. Ok, mình sẽ về làng để xem làm được nhiệm vụ kia đã. Không xong rồi mình sẽ đi bắt hổ răng kiếm. Rất là hay. Mình rất là thích con hổ răng kiếm. Ôi tối rồi. Đi ngủ. Ok, ngủ ra. Con này không bao giờ ngủ nhỉ. Nó chỉ canh trại cho mình thôi sao ấy. Nhiệm vụ canh trại. Dậy đi. Anh em đi săn hổ răng kiếm anh em. Ok. Video đến đây là kết thúc. Để ủng hộ mình làm các phần tiếp theo thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình. Nút like nó cũng không có giá trị gì đâu, nhưng mà nó sẽ tiếp thêm động lực cho mình làm những video tiếp theo. Ok, đừng quên ghé qua channel Shonen Action và khám phá những video game về anime nữa. Và nhớ subscribe cả hai channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.